Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Trong thời gian vừa qua và đã rất nhiều các anh trai ở tất cả các tỉnh rất xa về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm vợ. Hôm nay thì tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo, một gia đình cũng có mấy anh em về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm một người vợ của mình. Dạ, câu chuyện nhờ kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này ạ. Rồi xin chào em trai nhé. Em có thể em giới thiệu em họ tên đầy đủ là gì? Em là Trần Vững Anh. Trần Vĩnh. Vững Anh, Trần Vững Anh. Vững. Vững Vững Anh. anh ha. Dạ. Được. Em hiện nay quê quán ở đâu? Quê quán ở Tân Hồng, Đồng Tháp. Xa dữ vậy em. Dạ. Ồ, em nhiêu tuổi rồi? Em nay là 39 tuổi. 39 tuổi nha. Hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương là dơ cái tấm hình lên để làm gì đây em? Em nhờ mấy anh giùm kiếm vợ em giùm. Con Kiếm. giờ nó quá còn nhỏ rồi, nó đã bỏ đi. Ồ, vợ em bỏ đi lâu chưa? Nay nữa là hai đêm mà cũng ngày 2 ngày giữ à. 2 ngày rưỡi 2 đêm đúng không? Dạ. Một ngày giữ 2 ngày giữ 2 đêm. 2 ngày rưỡi 2 đêm. Em Dạ. biết sao mà vợ bỏ đi không em? Cái đó là lúc đầu á là em với ông vợ em đi màn về lên bên trên hầm đến đấy đi màn về. Giờ thấy hồi ấy tới giờ hồi ấy thì vợ thì ngồi ngủ riêng không à. Sao vợ ngủ riêng? Tại có con nhỏ á. Trời ơi, vợ ngủ riêng lâu chưa? Ngủ cũng lâu rồi. Thế em cũng ngủ riêng luôn. Em cứ ngủ riêng ngủ tới hai thằng là một thằng bên phòng bên kia thằng một bên đây Rồi xong luôn rồi. rồi cái bắt đầu chat điện thoại quá trời chat điện Ai thoại chat? vợ Vợ chat cho ai? không biết nữa tại ngủ riêng mà em không biết chat cho ai nữa Thua em chơi ơi. bên Zalo này kia nọ Facebook này kia Có TikTok nọ không? Chơi láng không? có chơi tùm lum hết trơn nó với chat bạn bè bạn gái không mà nó nghe nó thì bạn gái cứ Nghe như thôi đúng không? Chị bên em không thấy đúng không không? thấy tại bên phòng ai nó ngủ mà Nhưng mà lúc em có thấy cười khúc khích không? Chuyện khuya không? có cờ có Nói chuyện khuya không em? khuya cũng tới 1 2 giờ lận 1 2 giờ luôn. giờ tới 1 2 giờ có Ồ. khi tới tới 9 giờ 10 giờ 11 giờ không chừng Này sai sai rồi. đó bà vợ bà la hoài à bà kêu thôi mở cửa ngủ riêng ra đi bố ngủ chung đi giờ cái bắt đầu nó không chịu Sao không chịu? nó nói con nhỏ quậy quá ngủ Ồ. nực nội lắm Thôi thua. Cho anh hỏi này nhé. Vợ em nhiêu tuổi rồi? vợ vẫn 27 tuổi mà Mới 27 thôi. Em 39 đúng không? Tranh nhau một giáp đúng không? Vợ em tuổi gì? Tuổi con gì? 27 tuổi con gì? em 7 tuổi 9 mấy? đây là 1986 96 rồi. 96 96 với 86 gì nữa tại. 96 96 Hai vợ chồng mình có cưới không em? có Cưới nhau cưới lâu chưa? cưới lâu rồi cũng con nay là thằng lớn là 6 tuổi rồi đó Nhỏ mấy tuổi rồi? thằng nhỏ 3 tuổi rồi Hai thằng đúng không? hai thằng Trước trai đây rồi mình có yêu không em? không có yêu mà xuống coi cái bà vợ Chưa. vợ bà gả Ồ, vậy thua. Vậy thua. Mà sao không yêu? mà sống tình nghĩa vợ chồng nó cũng thương em dữ lắm mà Chắc không? thì anh chắc nhưng mà ông Hai cho anh hỏi hai gia đình trước có gần nhau không? không có gặp nhau xa Xa hả? Em quê ở Đồng Tháp đúng không? quê Đồng Tháp Vợ quê ở đâu? quê cũng Đồng Tháp luôn Nhưng mà cách xa cùng cách huyện không? cách cũng gần đó Đi mấy cây số em? đi khoảng là 8 9 cây số vậy Ồ, vậy cũng gần thôi, không xa lắm ha. gần Vậy là sao em không tìm hiểu mà em yêu đương cho nó ngon lành mà sao không phải mà làm mai em? cách đó là cũng như là một thời trước là em có một đời vợ rồi nhưng mà sau này á thì em cưới vợ thì vợ cũng chịu Có lẽ trước đây em có vợ, một đời vợ rồi. Có con chứ em? có một thằng trai nữa Giờ con em đâu rồi, ai nuôi? bên vợ nuôi chứ Ai nuôi hả? và cái ấy lắm mà lâu dữ lắm mười mấy năm rồi em mới cưới cái vợ lại không có tới lui gì hết Còn là bây giờ em mới có vợ lại thôi, còn trước đây em cũng vợ rồi nhưng mà mình chia tay đúng không? dạ chia tay rồi Bây giờ là vợ này vợ này mình là chờ ấy luôn đó là chính thức chính rồi. thức luôn đó Thế nhưng có điều là rất làm tiếc là hiện nay là mình là mai ha. Không 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 được yêu đúng không? Thế gọi là lấy nhau về được yêu sau. lấy nhau về có thương có tình cảm mới lắm Rồi cho anh hỏi là hai vợ chồng em là ở nhà của em hay là nhà vợ? nhà vợ Ô, em ở dễ luôn à? Gia đình vợ em đông có con một không? người một anh Một mình con gái một. Một mình con gái là vợ em đây đúng không? Vậy chắc gia đình vợ cưng lắm hả? ông thương em dữ lắm mà cái em đi bằng dẫn về thấy nó ngủ riêng không kêu em ơi thôi mở cửa tại vì cách đó anh cố uống 1 2 lon bia giờ giờ em kêu giờ cái em bộ ông không có dụ em nói không được tại thương vợ quá không được em có 1 lon bia về cái đầu hai chồng xù xì thì em ơi, mở cửa này kia nọ con gái đau ở bệnh viện anh có vô anh coi con này kia nọ tại vì hồi bằng cấp mười mấy ngày trước đó là có thằng nhỏ con của em thằng Út đó nó bị đau sốt nó bị giật á giật trắng trắng mắt luôn nó giờ em mới kêu
Em kêu nó thôi em ơi, mở cửa đi cho anh có câu cái có đau ốm bệnh hoạn này kia nọ rồi anh trên vô anh có con rồi kia nọ với vợ chồng nó khi kia là kia nọ vô rồi nó hủ hỉ nhau rồi tâm sự với nhau nó rồi cái nó hơi nực nổi quá ngủ bên bển đi Cho anh hỏi này, vậy là khóa vợ em khóa cửa luôn à? khóa cửa luôn anh Ôi trời đất quỷ thần ơi, thua. Từ xưa nhà vợ em khóa cửa. dạ trời giờ với cái Tại sao em nói chuyện với ba mẹ mà tại sao vợ ngủ phải khóa cửa làm gì? có nói Khóa là khóa cửa phòng đúng không? khóa cửa phòng Còn bên ngoài là vẫn có khóa bên ngoài riêng đúng không? không có chung cái phòng đó mà khóa cửa phòng Không, lại ý anh đang nói chuyện với một căn nhà, anh nói ví dụ một căn nhà là bên bên ngoài nó có hai cửa, cửa trước và cửa sau. Nhưng bên trong phòng ngủ là mỗi một phòng ngủ có một cái khóa riêng đúng không? dạ Thế mà bên ngoài đã khóa rồi nhưng mà bên trong vợ em tiếp tục khóa nữa cho chắc ăn. khóa luôn đúng không Trời. có khóa bên ngoài khóa bên trong không à Thế ngoài cổng, à, ngoài cửa, bên nhà, cửa ngoài không khóa à? không Sao kỳ vậy? tại cái phòng gì khóa bên trong không à chốt bên trong không anh Em không hiểu ý anh à? dạ Đây như một cái căn phòng giống như này. dạ Nhưng mà thay vì là khóa ở đây, à thay vì không khóa đây nhưng khóa bên ngoài đường, ngoài cửa, ngoài đường kia kìa. Ngoài đường, ngoài kia khóa không? khóa Khóa mà đây còn khóa nữa. dạ Ôi, thua. tại Em nói chuyện này thật không? thật nó thiệt thật luôn sự thật Mà đó vợ em khóa cửa thường khóa cửa ngủ này lâu chưa? Bao nhiêu năm rồi? nó thì nó khóa cửa này cũng là ngủ duyên cũng lâu rồi mà cái kiểu mà quan hệ cái kiểu vợ chồng quan hệ là Không có. có nhưng mà lâu hai mươi mấy ngày trước là gì đó gần cái tháng gì đó Mới một lần. dạ Còn lợ từ gọi là gần một tháng không có đúng không? không có Trước gọi là cứ hàng tháng, một tháng mới còn mới gặp nhau một lần thôi. có không có là gai hoài gì đó nhưng mà Có tình cảm thấy có tháng này là nó hơi xa lạ hơn chút nè xa lạ hơn. Nhưng mà dạ trước đây em thấy cái tình cảm vợ dành cho em nhiều nó thương dữ lắm nó thương em dữ lắm không? Thương mà sao lại để ngủ riêng dữ vậy? bà nó nói về con cái vô nực nổi Em có quá tin ngủ không? riêng dạ Em có tin vợ em không em? tin Không tin đúng không? dạ em Vô không tin lý. tại vì em nằm bển mà em nửa đêm mà em thức kia vậy mà em canh rồi giờ nó nghe nói chuyện bên bển cười hú hí hoài Ồ. Tại sao em nói chuyện ba mẹ vợ? có nói mà ổng cũng la dày nó đó giờ nó mới nói ổng giật ngược giật xuôi đó giờ ổng mới la nó giờ Ồ. ổng quánh nó nói ổng quánh tôi bỏ tôi đi đó Ông bắn tôi bỏ đi luôn. ổng đừng có hối hận Đừng hối hận. giờ đó. Thua. Sai lầm rồi. Rồi cái ổng thì ổng thương nó dữ lắm mà tại vì ổng giận cha mẹ giận người la nó nói thương thương dễ nhiều hơn thương gái nó tự Cho anh ái hỏi quá đến giờ phút này là vợ em đi là 2 ngày rưỡi 2 đêm đúng không? dạ Vợ em đi có đem theo tài sản đi không? không có đem gì hết Xe Honda không có đem thì luôn chạy bộ luôn à? nó lấy cái đồ phèn mà đồ phèn Đức á Quen Đức là gì? đồ cái đồ phèn nó đeo vào lần Đức á Là vàng đúng không? vàng Bông vàng đúng không? bông vàng Ờ. giờ bỏ nó vào lần mà lắp rồi không có đeo đó giờ tính đi ấy lại mà chưa có thời gian mà đi làm lại cho nó giờ cái đầu vô coi lại là mất tiêu rồi với mấy trăm ngàn gì đó nó lấy đi luôn nó bỏ lại 800 ngàn Vợ đi đêm hay đi ngày? đi ngày đi 12 giờ trưa 12 giờ trưa lúc với gia đình mình có ai nhà không? có bà vợ ở nhà không mà đi bả nói đi khám bệnh mà nhỏ chân nhỏ em á dụ nhỏ em đi dụ nhỏ em đi về cái đầu gạt nhỏ em á kêu nhỏ em á lấy cái bảo hiểm này đi photo giùm đi bác sĩ nó cần giờ nhỏ em nó mới lấy cái bảo hiểm đi photo xong rồi trả lại rồi giờ Chị mất giờ không mất tiêu tiêu mất tiêu rồi mất tiêu kiếm hoài đợi hoài đâu 20 phút gì đó cái nhỏ em nó giật mình đi cái đầu nó kiếm cái không có giờ mới nó mới chạy vô nó nói với bên bảo vệ phát la lên kiếm họ tên Nguyễn Thị Trúc Hương không có luôn Trốn luôn rồi. dạ rồi cấp đầu thì đi ngang bến xe buýt chỗ thằng Ngự đó là dầm dầm đó hoài vậy đó như có người đón đó Căn rồi, hẹn dạ rồi. Anh nói thẳng luôn này, vợ em quen người đàn ông khác lâu rồi. đó em không biết luôn dạ Không có lý do để một người phụ nữ mà ngủ riêng mà nhà có cửa, có khóa bên ngoài mà khóa rồi còn chốt cửa trong, khóa cửa trong mà không cho chồng vô. dạ là ổng ngủ ngoài nữa mà ổng ngủ trước nữa mà Đó lại còn có ba vợ ngủ trước nữa, chắc ăn rồi. Chẳng ai vô được. Đúng không? Phải em hay phải anh đập bung cửa luôn à. Nha. Đập bung cửa luôn. Phòng già nhà của mình, phòng của mình đúng không? Vợ chồng mà tại sao cô đêm nửa đêm cô khóa cửa đây làm gì? Mục đích cô làm gì? Đúng không? Này là hơi anh thấy là hơi lạ lạ rồi, sai sai rồi. Đây là một cái minh chứng cho một cái tình yêu không cuộc sống hạnh phúc mà cuộc sống hôn nhân mà không có tình yêu là nó vậy. Nhưng mà em quá trời tội nó nhỏ kêu khóc ba mẹ kêu ba đi kiếm mẹ gì cho con cũng Mấy đứa nhớ nhỏ bảo em vậy hả? giờ mấy nhỏ quá trời nó khóc mà rồi Đấy. nó bỏ lại nó Hai bắt trai, à hai bé trai hai luôn. đứa trai không à Thế mẹ sinh nhà. thằng nhỏ thì quá trời nó khóc nó kêu tìm mẹ cho con đi
Nó nói con ước gì con chắp cánh con bay kiếm mẹ. Ồ. Sao nó này? Là cái con khóc khóc luôn. Thương quá à. Bây giờ ba mẹ vợ có kêu con kêu em đi tìm không? Có kêu đi tìm. Vậy là em đi từ quê về đây luôn. Dạ, đi từ hồi cấp 2 giờ sáng, 2 giờ đêm hôm á là đi tới đây đó. 2 giờ nửa đêm luôn. Dạ, 2 giờ nửa đêm á đi. Ôi trời ơi. Mà bây giờ 9 giờ sáng rồi. Dạ. Ngày hôm sau. Một cái cuộc hành trình đi tìm vợ hơi căng đấy. Đi tìm mới được. Bây giờ anh nói thẳng này nhé, để cho em biết hướng à. Dạ. Bây giờ thì chắc chắn là em vẫn yêu vợ nhiều. Yêu nhiều lắm. Nhiều lắm không? Nhiều. Bởi vì anh hiểu được tâm lý và cảm giác của em hiện nay. Anh biết chắc không? Trước đây mình một cái mối tình đầu tiên là mình gọi là không được hạnh phúc rồi. Đúng không? Tan vỡ rồi. Mình hy vọng, đúng không? Hy vọng rất nhiều về cuộc hôn nhân thứ hai. Nhưng cuộc hôn nhân thứ hai này là vợ em tung cánh cò bay mất rồi. Cho nên là thực sự là bây giờ mình cũng cái thứ nhất là rất là hối tiếc, đúng không? Và rất thương. Bởi vì em cũng không mong muốn là có đời vợ thứ ba nữa. Đúng không? Nhưng bây giờ nếu thực sự cái câu chuyện nó thành hiện thực là vợ em đi theo người ta lâu rồi, ngấm ngầm rồi, có thể là hàng 3 năm qua là ngủ riêng rồi, đúng không? Cũng mới đây rồi anh. Ngủ riêng gì đó mà cũng có quan hệ là gai qua là dài. Nay dài nhưng mà vợ em gọi là cho em có lệ thôi. Cho em hưởng sái thôi. Anh nói thẳng vậy. Đây là anh nói chuyện rất nghiêm túc đó. Cho hưởng sái thôi. Người khác người ta hưởng rồi. Còn vợ em thì qua loa ra chuyện là thôi ông xử đi. Đấy, anh nói ví dụ như vậy. Nên thực sự là vợ em có tình cảm với người khác lâu là dành cho hết tình cảm cho người khác. Bây giờ vợ em quyết định mượn cớ bỏ đi luôn. Câu chuyện đã có thật. Em quá trời tội nghiệp, thương quá nhỏ quá trời. Anh cũng thương, anh thấy anh thương em nhiều hơn thương con em đó. Quá trời tội nghiệp, mấy nhỏ em thì nói chung ra nó không thương, không thương em thì cũng về nó nuôi con đi. Chứ còn em đi cũng được, hay là chết cũng được nữa chứ đâu mà nó bỏ con tội nghiệp quá tội nghiệp rồi. Bữa hôm đi kiếm nó là em muốn mất hồn mua chiếc xe chút xíu nó đụng em chết rồi. Trời ơi, tí nó bỏ con luôn. Dạ, giờ cái có người ở trên lưng kêu còn con nó cũng khóc. Khổ quá, thôi bản lĩnh nha em. Bây giờ thế này nhé. Nếu như anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng thông tin lên mà vợ em phản hồi lại, hoặc các anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ra thông tin vợ em đang sống với người đàn ông khác, thực sự đang ôm íp, ôm ấp, em còn tìm đâu? Còn, tại vì em thương vợ em chứ lắm. Nhưng mà nó làm lỡ thì không biết nhưng mà tìm để làm gì? Bởi vì người phụ nữ khi một người vợ em đã quyết định mà không yêu em nữa, yêu một người khác rồi, thì em tìm để làm gì? Em phải tìm về chỗ nuôi con chứ. Nhưng mà quyết định bỏ đi rồi, theo thằng khác, đẻ mấy thằng khác đứa con khác. Đó. Được chưa? Anh giải thích rất nghiêm túc, anh nói chuyện rất thẳng thắn và rất nghiêm túc. Riêng em là anh tư vấn cho em rất nghiêm túc. Mới đây nhất là anh em hiệp sĩ Bình Dương đã đăng một thông tin. Một người phụ nữ bỏ 4 người con của mình hiện nay ở tại Vũng Tàu. Mà 5 cha con trên một chiếc xe tăng. Đó, từ Vũng Tàu về Bình Dương không đầu trần, không mũ lót gì hết về đây. Nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng thông tin để tìm vợ. Nhưng bây giờ cái câu chuyện này hiện nay cô vợ chưa liên hệ được. Bởi vì cô vợ hiện nay đang say đắm một mối tình mà chính người chồng bắt sống luôn. Còn riêng em là em khổ. Riêng em là em chưa bắt được. Nhưng câu chuyện này anh dám chắc. Anh dám chắc là vợ em đi theo người khác rồi. Bởi vì một người phụ nữ mà ngủ riêng này là có rất nhiều bí ẩn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là trò chuyện điện thoại đêm khuya. Đúng không? Dạ. Uổng quá. Vợ em trước làm công việc gì? À, không anh. Ô, thua. À, không là thua. Tại vì em không có cho mà vợ mà cực khổ chứ. Em mình... thấy mình đứa ổng với vợ, nó đứa con gái trong nhà, trong gia đình kêu cho nó không, nó mặn, em muốn cho vợ không mặn, không cho mặn cái gì chứ. Mình thương vợ. Chỉ nuôi con thôi. Thương vợ quá là thua em. Đồng ý là vợ con ai thương nhưng mà thương này thua. Biết sao? Người ta, người phụ nữ hoặc người đàn ông ai vậy? Người ta nhàn quá, người ta sinh tật. Chứ nó ra ngoài nó mặn nhiều không được, dở lắm. Dở cũng phải làm. Dở. Đó, để mới biết được cực khổ kiếm được người khác kiếm đồng tiền nó khổ nào. Này thua. Này vợ em này. Chân nhà ông em 12 tuổi kia một giáp cái kia. Vợ em nhìn còn đang má đỏ hay kia. Em thì một người gọi là rất cực khổ này. Anh không biết sao luôn. Em nói trong lương tâm bây giờ nó về nợ với con, bây giờ nó kêu em chết cũng chết. Thiệt. Về nợ nuôi con đi, giờ bỏ mấy đứa con gói ngủ. Đi nó hỏi cái ba mẹ đâu rồi. Em bây giờ là quan trọng nhất là thương con rồi. Dạ thương dữ lắm. Mong muốn là vợ về nuôi con. Dạ. Nhưng nếu vợ em không về
Nếu không về thì làm giờ cũng dám cố gắng sống ở vậy nuôi con chứ biết sao giờ. Nếu Bỏ em mới bỏ nó bao giờ tôi nghiệp. có lấy vợ khác về phụ không? Không có đâu. Em thờ vô lương tâm. Nếu giờ về làm cạo đầu luôn. Đừng cạo đầu, chọc đầu đi, nắng lắm em. Thiệt. Em đòi giờ lương tâm cũng vậy nuôi con thì giờ làm cạo đầu. Ủa, này thực sự tư vấn em khó. Anh em hiệp sĩ Bình Dương thì tìm những trường hợp vợ say nắng hoặc vợ ôm nhân tình hàng trăm ngàn, nhiều lắm. Nhưng mà tỷ lệ về được mà thành công hạnh phúc thì khoảng 70%, còn 30% quay về nhưng không ở mà Dạ quay về ly hôn. nếu mà anh như hỏi nếu tìm gì làm em á về bất cứ giá nào em cũng chịu hết trơn á thì nó muốn ly hôn là phải có cha mẹ do đó giờ em muốn ở nuôi con gì đó thì không ở nữa thì làm gì làm có chính nó làm gì giờ em đau lòng quá trời Đúng không? bỏ Thường luôn tự nhiên cái bỏ đi em không hay không biết gì chứ em với người vợ đi bằng gì nó bỏ đi cho anh hỏi thì em là hiện nay đang làm công việc gì á? em đi giữ hầm cá Giữ hầm cá à? giờ giữ hầm cá bên công ty Vĩnh Hoàng á Nhiều cá không em? nhiều Cá gì vậy? cá tra Lớn không em? Một tháng lớn tháng em nhiêu tiền? tháng khoảng là 70 mấy gần 8 triệu Thấp vậy hả? giờ tại mà mướn mà lao động mà không dắt thức ăn đâu á Vậy cực khó, chắc cám chắc đồ hả? giờ cực khổ chắc cám đúng không Sao em không kiếm việc khác nghe cho nó? tại mình không biết chữ không biết nghĩa rồi kia nọ rồi kiếm việc khác mình cũng không bằng thu xúc ta không bằng thì Thua. mình cũng lao động mình dắt cái sức lực mình bỏ lao động cho mình bằng mình kiếm tiền như nuôi con nuôi vợ vậy Anh thấy hiện nay á, nếu một người thành phố hay người quê, nhưng bây giờ kể cả người quê chăng nữa, em làm một tháng chỉ có 7 triệu mấy thôi mà em phải nuôi vợ và nuôi hai người con thì thực Dạ. sự là các khó khăn Tháng nào đó, anh ấy tất nhiên hết. là anh chỉ cho gì vợ con nó sung sướng thôi còn tới đâu thì tới đó chứ không biết làm sao giờ nó Bây giờ hãy vượt lên chính mình, em hãy nghĩ này, anh thấy này thua vợ em này, anh nghĩ cái cơ hội để quay trở về với em á thì hơi khó, vì đến giờ phút này có thể vợ em quen người đàn ông khác lâu rồi, nhưng đến giờ phút này vợ em kiếm chuyện, vợ em bỏ đi thôi. Nhưng mà thôi, vợ em dù rằng say một mối tình nào đó hay thực sự là không yêu em nữa, nhưng anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng lên để mong muốn nhất là vợ em hãy liên hệ lại, hoặc các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được vợ của em đang ở đâu thì liên hệ cho anh em hội điệu hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương, các anh em hãy tìm cách là khuyên giúp Tại vợ bọn em. con quên nó trời nữa, thằng nhỏ như này số út nó giật nó muốn giật ở nhà nó kiếm mẹ không Em có điều nào muốn chia sẻ trên video này, tình cảm nhất em dành cho vợ, để cho vợ em xem được, vợ em cảm động, vợ em sẽ quay trở về. để em nói em ơi giờ em đi giờ con nhớ anh lắm chứ em hơi dám đi về đi chứ bây giờ anh khổ quá trời khổ rồi nuôi con bây giờ tối đêm giờ nó bây giờ nó kêu có lẽ không con em hãy dán bây giờ em có cái video này quay lên đó giờ em cũng thấy giờ đó em cũng phải đi về với con giờ con nhỏ quá trời rồi nó anh bất cứ cái giá nào anh cũng chịu em hết trơn anh đâu có làm sai gì đâu chỉ là những cái nọ giờ anh la lại vậy em mở cái phòng cho thôi chứ chứ anh đâu có bỏ em ấy đâu em cũng về coi cái video này em thấy về với con cái giờ nó ngủ con đêm giờ sợ anh đi bằng giờ sợ nó giật nó chết nữa anh không hay không biết em có vào video này em về em cái con cho anh đi mang cũng được còn không thì em về em nói ờ không ở với anh nữa thì viết cái đơn ly hôn thì xong rồi anh muốn làm gì em làm chứ giờ anh khổ tâm quá trời Vợ của em có thường xuyên khóa cửa anh em? Đêm nào khóa à? giờ Có đêm đêm nào mà quên không khóa không? Em mò vô có đêm mà khi nó ấy đầu kia nọ 21 này kia nọ em kêu nó giờ cái bắt đầu năn nỉ hả? nó gạt đầu nó thấy không Đấy mình chơi phải, bằng đêm là ngủ khóa cửa thôi không nhưng mà hôm đó là mình chuẩn bị trước là phải năn nỉ đúng không? dạ Đó tội, khổ quá. Sao lại có người đàn ông mà lấy gặp người vợ khổ quá. Anh mà lấy em, mà anh mà là vợ em mà cho anh mở cửa banh suốt ngày suốt đêm luôn, mình ở nhà suốt mà. tại vì đi mằng chung với vợ không vợ mà cái mằng sáng đi mằng ra ăn đồ về nuôi con nuôi vợ không mà chứ đâu có gì đâu mà ấy con về vợ ông thương em biết lắm ông la vậy nữa gì đó giờ nó bỏ đi ông quánh nó cây hay cây chọi gì đó tại nó cãi lời ổng á nó cãi lời ổng nói
về anh cờ nói nó mở cửa thì kia nọ trong cái đầu nó kêu nó cãi bà la nó cái rồi nó thôi con không ở nữa cái đầu nó làm như mày thôi nó cái ổng nói nó làm gì mày thôi nó rồi cái đầu bỏ nó cãi tay đôi với ổng rồi ổng nóng giờ ổng bánh ông bánh nó giờ cái nó sáng lại cái nó đi vào ngoài bệnh viện thôi cái là bỏ đi bệnh viện khám bệnh nó trốn đi cái luôn bệnh đi cái bệnh bữa đầu không có chưa nó còn đem chiếc xe theo chiếc xe mới đem theo rồi cái đầu nó không biết xe để đâu rồi sau lại giờ nó mới kêu nó về rồi bữa sau lại nó kêu nhỏ em đi với chung với nó chung nó rồi nó giao chìa khóa giao cho tổng cho nhỏ em nó kêu gạt đi lên photo với bảo hiểm đó rồi cái nó bỏ đi luôn chạy ngang ngang bánh xe Hồng Ngự đó cái đầu dòm dòm gì đó cái nhỏ em nói sao chị ngang ở đây chị chạy chậm với chị hai cái nói đâu có gì đâu. Bây giờ nếu vợ em không về thật như vậy em cũng buồn dữ không? Buồn dữ lắm anh. Buồn lắm à? Dạ. Thôi thực sự là bản lĩnh như em nhé. Cố gắng bản lĩnh nhé. Buồn dữ lắm. Tại vì con cái giờ quá trời nhỏ, quá trời nhỏ. Đêm kêu mẹ nó không. Đêm giờ con em ngủ với em hay ngủ với ai? Ngủ với em á. Hai đứa luôn hả? Ngủ thằng lớn nó vô rồi cái đầu nó thằng nhỏ. Nó ba gai cái thằng lớn ngủ không được. Cho ra ngủ với ngoại nó. Nó nhỏ nó khôn nó kêu ước gì chắp cánh bà đi chim như chim thì kiếm mẹ nhưng mà mẹ đi kiếm mối tình khác rồi rồi cái đầu em muốn ăn khóc luôn rồi thua bà bốn đêm nay là mất được 3-4 kg mất 3-4 kg luôn hả dạ năm cân là đó là 6-7 kg bữa nay là còn có 64-65 kg trời ơi xuống dữ vậy dạ 64 kg vợ đi ngay là tinh thần suy sụp ngay suy sụp liền khổ đêm nào cũng thức chứ thôi ráng ngủ lần canh số điện coi vợ mình có bắt mở máy ra không điện thôi điện không được đâu em nha không phải bữa đó là lúc đó là đi là mua sim khác rồi không biết đường luôn đúng rồi bây giờ anh nói thẳng với em luôn mình tìm được nhưng mà tìm xác không hồn ấy, thì thua khi nào vợ tự nguyện về thì em xem xét lại nha đồng ý không em cũng nhờ mấy anh giùm kiếm giùm rồi các anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng video nhanh nhất có thể để giúp em nhé để tìm vợ cho em nhé đồng ý không? Đồng ý. Nhờ mấy anh dùm kiếm dùm chơi đăng lên kiếm dùm về cho nuôi con á giờ con. Hôm nay em từ quê Hồng Ngự Đồng Tháp em về Bình Dương em nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương em có hy vọng là sẽ tìm được vợ cho em không? Dạ em hy vọng em mới tới đây nè. Em hy vọng dữ lắm. Con đường trên này để đi lên trên này là hy vọng tại vì em có Tân Hồng là em đăng lên là em biết đường em không biết chữ nữa giờ em coi lên coi bài bài kiếm bà nói có hiệp sĩ Bình Dương anh dẫn đó là giúp đỡ người lắm. Dạ, các em mới chạy lên. Thì hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương, các anh em sẽ cố gắng hết sức nhanh nhất có thể để đăng video này lên để hy vọng là các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội nếu ai phát hiện được vợ của em đang sinh sống tại đâu thì liên hệ cho anh em hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Em còn điều nào muốn chia sẻ trên video này không? Dạ còn. Em nói đi. Em ơi, em giờ bất cứ giá nào nếu mà em có buồn giận anh thì em để trung tâm đi rồi em về em nuôi con đi rồi anh cái gì cũng chiều em hết trơn nó nhỏ giờ con giờ bữa đó nó giật đó giờ em cũng biết rồi sợ nó chết bất cứ lúc nào không có em đó giờ anh đi vàng không anh biết được mẹ và nuôi của nó không có được đâu em mới dán về em nuôi nó chắc bộ cỡ nào gì anh nghĩ gì con đi giờ hết là em không nghĩ gì anh em về em nghĩ gì con về em thương con đi em về em sống đi em nuôi con đi chứ bỏ nó giờ anh bơ vơ rồi nó tội nghiệp lắm thôi cuối video này anh xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ quân Thành Dương anh chúc em cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe hy vọng là trong thời gian tới anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ sớm tìm ra thông tin vợ em chính thức đang ở đâu và sống với ai làm gì các anh em sẽ khuyên vợ em quay trở về cùng với gia đình đặc biệt là vợ em quay trở về cùng với các con em nhé câu chuyện này một chàng trai quê một tỉnh rất xa hôm nay về khóc rất thương đặc biệt là rất thương con thương vợ nhưng mà rất lấy làm tiếc là trong thời gian vừa qua hai vợ chồng sống chung với nhau thì người đàn ông là một mực là rất thương yêu vợ nhưng mà đặc biệt là vợ thì ngủ chuyên khóa cửa đây có thể là cái câu chuyện này chỉ có một không hai thôi đúng không ạ? Câu chuyện này thực sự là rất đáng tiếc, rất đau lòng, rất thương. Hy vọng là các cô chú, anh chị, tất cả trang mạng xã hội hãy chia sẻ video này nhiều hơn nữa để giúp đội hiệp sĩ quân Hải Dương sớm tìm ra thông tin em gái này đang ở đâu.
Thôi cuối video cho phép công Trần xin thay mặt đội hiệp sĩ quân Hải Dương xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe an toàn để các cô chú anh chị đã luôn luôn quan tâm theo dõi ủng hộ đội hiệp sĩ quân Hải Dương trong suốt thời gian vừa qua để giúp đời giúp người. Hy vọng trong thời gian tới thì được sự đồng hành nhiều hơn nữa của các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội. Xin thân ái và chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.